Xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì hôm nay kênh của chúng mình lại quay trở lại đây. Sau đây thì mình giới thiệu đến các bạn món bún mọc nha. Rồi bây giờ mình mời các bạn vô bếp chung với mình nha. Đầu tiên thì mình có giò, móng giò nha các bạn. Cái này thì để mình hầm, để mình lấy nước á, nước ngọt, với lại mình cũng thích ăn món nữa. Với mình hầm chung với củ đậu nè, một khoảng 1/4 củ đậu nha. Rồi tiếp theo thì cái này là mình có nấm mèo nha. Nấm mèo này hay còn gọi là mộc nhĩ nha các bạn. Rồi hành tím nè. Hành tím thì khoảng 100 g hành tím. Tại vì hành tím này á, là mình để vừa là nấu nước nè, rồi vừa là phi cho thơm nè, rồi vừa là mình nêm vô trong mộc nữa cho nó thơm các bạn. Rồi còn đây là mộc nè. Mộc này thì mình mua giò này, giò sống nha các bạn. Mình mua khoảng 200 g nha, với lại 100 g thịt. Thịt này là thịt ba rọi xay nha các bạn. Rồi mình có hành lá, ớt, chanh, hành ngò để mình nêm đó các bạn. Cái này là rau sống ăn kèm nè. Đó, các bạn thích ăn rau gì thì mình ăn rau đó thôi. Rau sống ăn kèm thì mình thích ăn những loại này thì mình lấy loại này. Rồi ngoài ra thì mình có nè, muối. Cái này là đường phèn để nêm cho nước nha các bạn. Rồi một ít hạt nêm, bột ngọt và tiêu nha các bạn. Rồi bây giờ mình nấu nha. Rồi đầu tiên là mình bắt cái nồi nước lên để mình trụng giò nha các bạn. Thì đây mình trụng cái giò này trước thì mình không có trụng nước sôi nha. Mình sẽ trụng bắt đầu bằng nước lạnh. Tại vì khi mà mình trụng nước lạnh á thì mình cho một tí xíu muối vô nè. Để cho mình trụng giò cho nó sạch nha. Mình trụng bằng nước lạnh thì nó sẽ ra được cái dơ ở trong giò đó các bạn, mình thêm bọt nữa. Chứ mình không cho lúc nước sôi nha. Tại vì khi mình cho lúc nước sôi á thì nó sẽ bị co lại. Và nó không có ra hết được cái bọt ở trong xương đâu. Rồi nước chuẩn bị nóng dần rồi nha các bạn, bọt nó chuẩn bị ra nè các bạn coi nè, bọt nó đang ra nè, đang ra đó. Lát là mình bỏ cái nước này, mình không ăn nước này nha các bạn, mình bỏ nước này đi nha. Trong lúc mà mình đợi cho nước xương nó sủi bọt ra hết đó các bạn, thì mình mang nấm mèo đi ngâm nha. Mình ngâm với nước sôi nha, nước nóng càng tốt. Rồi nè các bạn, xương đã ra bọt như vậy rồi các bạn. Giờ mình vớt ra nha. Mình rửa sạch xong rồi mình bỏ vô nồi nước mình hầm nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ xương vô hầm nha các bạn. Sau khi mình rửa sạch mình bỏ xương vô hầm nha. Rồi mình bỏ củ sắn vô hầm luôn nha các bạn. Hành củ mình cắt đôi nè. Rồi cho một tí xíu muối nha, mình cho khoảng nha. Rồi mình cho khoảng nửa muỗng ăn cơm nha các bạn, nửa muỗng ăn cơm cho 2 lít nước nha. Rồi cái này là mình hầm cho nó mềm thôi, lát nữa là mình nêm nếm gia giảm gia vị sau nha. Rồi một chút xíu bột ngọt nữa nè, rồi một chút xíu bột ngọt nha. Rồi bây giờ mình đóng nắp lại nha các bạn. Cái nồi này thì mình để chừng để nấu cho 2 lít nước, chừng một khoảng một cái móng nha các bạn. Thì mình nấu khoảng 2 lít nước, cái này khoảng 4 người ăn nha các bạn. Cái này thì mình nấu cho khoảng 4 người ăn. 4 người ăn thì khoảng 2 lít nước và khoảng 2 lạng giò sống và 1 lạng thịt xay nha. Rồi mình vặn như vậy nè. Nếu mà hầm nồi áp suất đó các bạn, mà muốn cho móng ngon á, mà móng giò ngon mà vừa tới á, thì tính từ lúc sôi cho tới lúc mình mở nồi ra á, là khoảng 15 phút nha các bạn. Thì nếu mà hầm các bạn thích mềm hơn nữa thì mình hầm hơn nữa, nhưng mà mình thì mình ăn nó mình muốn cho nó còn giòn nữa, dạng như là nó vừa đủ tới chín tới thôi chứ không có cho nó chín quá vậy. Rồi trong lúc mình chờ hầm xương giò đó các bạn, bây giờ mình cắt hành ra để mình phi nha, với là cắt hành ra để lát nữa mình trộn vô cái mọc của mình á.
mình cắt lát thư ăn các bạn. Rồi mình lấy cái này ra một ít để mình phi nha các bạn. Còn lại là để mình bỏ vô giò nha. Rồi bây giờ mình băm cái này ra xong mình cắt thành lá nữa, mình băm vô trong giò nha. Rồi mình phi hành nè. Khi mà phi hành đó các bạn thì các bạn nhớ là để cho dầu sôi thiệt là sôi mình mới bỏ hành vô nha, thì là hành nó mới giòn được. Còn nếu như mà các bạn mà để dầu nguội bỏ vô thì nó sẽ bị mềm, cái hành nó không có ngon đâu. Rồi dầu sôi là mình thả hành lên nè các bạn. Rồi dầu của chúng ta, hành phi của chúng ta đã vàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình tắt bếp nha. Mình tắt bếp mình vớt ra nha, để nữa là nó cháy. Nè các bạn thấy vàng giòn thơm không? Rồi nấm mèo các bạn, sau khi mình ngâm xong á, bây giờ mình rửa sạch. Rồi bây giờ mình sắc sợi nha, sắc sợi để mình trộn với mọc nha. Các bạn cắt sợi vừa ăn nha. Rồi giờ mình bắt đầu trộn nha các bạn. Rồi mình cho giò vô nè. Rồi các bạn nào mà muốn ngon thì chắc mình nghĩ là cho nửa thịt này thôi, tại vì giờ mình thấy nó hơi nhiều thịt. Rồi cho hạt nêm vô. Hạt nêm, cái giò này á các bạn vừa ăn rồi nha các bạn, nên mình nêm khoảng một muỗng cà phê hạt nêm thôi nha. Một tí xíu bột ngọt nè. Rồi một tí xíu tiêu nha. Trộn lên nha các bạn. Rồi cho cái hành tím với lại hành lá nãy mình băm á, mình bỏ vô luôn. Rồi một ít hành phi nha các bạn. Còn một ít hành phi lát nữa mình rắc lên tô bún mình ăn nha. Rồi mình trộn đều lên nha các bạn. Mình bắt tay vô bắt đều nè. Rồi các bạn, sau khi mà mình hầm được 15 phút rồi nha các bạn. Giờ mình lấy ra nè. Rồi mình vớt giò lên nha các bạn. Rồi tiếp theo
mình cho một ít nước dầu phi hồi nãy vô nha các bạn, cho nó thơm nha, cho nước nó thơm á, ít thôi nha các bạn. Rồi mình nêm hạt nêm với lại bột ngọt hồi nãy á. Khoảng một muỗng canh đường phèn nha các bạn. Rồi bây giờ sôi mình thả mộc vô nhé. Nhà mộc nãy mình nặng nè. Đợi cho mọc nổi lên rồi mình nêm nếm cho vừa ăn thôi nha. Mình nêm thêm nha các bạn. Mình có một xíu bọt mình hớt bọt nha. Rồi bây giờ mình nếm thử nha các bạn. Mình nếm cho vừa ăn thôi nha. Khẩu vị của mình hơi lạc các bạn. Giờ mình cho thêm xíu muối nữa nha. Bạn nào ăn lạc thì chắc là vừa ăn á, tại mình ăn hơi mặn á. Mình cho chút xíu muối nữa nè. Rồi bây giờ mọc mình nổi lên hết, bây giờ là chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị bút gato nha. Rồi bây giờ mình bày ra tô nha các bạn. Rồi, móng nè, mình xếp móng lên tô nè, trước nè. Rồi, cho hai cục mình lên đây. Rồi mình cho hành lên nha, rồi mình cho một xíu tiêu lên nè, mình rắc chút tiêu lên nha cho thơm nha. Wow. Rồi cho hành phi lên nha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình ăn nha. Các bạn nào mà muốn ăn thêm mắm tôm thì bỏ mắm tôm đi nha các bạn. Mình thích mắm tôm lắm cho nên là mình sẽ bỏ thêm mắm tôm đi nữa. Này nha. Rồi dắt chanh vô. Đây nè. Quậy lên. Rồi, bỏ vô đây nha. Rồi. Tốt rồi các bạn. Rồi giờ mình ăn thử nha các bạn, coi ngon không nha, mình trộn lên nha.
Cần đều lên. Mình ăn thử mọc trước nha. Tao mọc mình làm coi làm sao nha. Ngon quá các bạn ơi. Vừa thơm nha các bạn. Giòn nha. Mà béo béo nữa. Mọc nhĩ nó giòn lắm nha các bạn. Mà các bạn nha. Cho xíu rau nè. Rau muống nè. Rau thơm nha. Xà lách nè. Trời, ngon quá. Rau muống giòn ngon nha các bạn. Rồi, ngon quá.